Các bạn xem phần hướng dẫn của cô trước khi làm bài nhé. Stay, AE, vacation, AE, language, abet, waste, AE, photo, O, hotel, trọng âm nhấn thứ hai, hotel, hotel, O, badminton, trọng âm nhấn thứ nhất, homework, O. Vậy là gì? A, B và D đều là âm O, còn badminton là âm Ơ, Ơ. Population, pass, uncle, summer. B và C và D đều là âm Á, còn population, các bạn nên dùng từ điển Cambridge Dictionary hoặc là Oxford Dictionary để mình sẽ tra xem, mình sẽ nhìn cái phiên âm nó khác như thế nào nhé. Population, chọn như mà lây. Bài 2 dễ rồi, tìm từ khác loại. Yêu, thích, thích hoặc là tận hưởng, ghét. A, B và D đều là nói về yêu hoặc là ghét. Còn enjoy có một nghĩa khác là tận hưởng. Câu 5 cũng dễ rồi. Nếu bất kỳ ai đó gọi điện thì hãy bảo anh ta rằng tớ sẽ quay lại vào lúc 9 giờ. Chúng ta không nên ném rác trên đường lên trên đường. Throw là ném, reuse là sử dụng lại, wrap là bọc lại, gói lại, turn off là tắt đi, turn on là bật lên, swap là trao đổi, charity là làm từ thiện, reuse là sử dụng lại, recycle là tái sử dụng, tái chế. Có nghĩa là câu số 8, 3.3, có nghĩa là giving thanks, có nghĩa là mang thứ, những thứ cho những người mà người in need, tức là họ cần đến. Vậy chắc chắn là làm từ thiện rồi. Nếu chúng ta sử dụng ít giấy đi thì chúng ta sẽ save, tiết kiệm được a lot of trees, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cây, hoặc chúng ta sẽ giữ lại được rất nhiều cây cối. Bạn nên put the food, bạn nên để thức ăn vào trong cái reusable box thay vì là plastic bag, thay vì là cái túi bằng ly nông. Instead of là thay vì, because of là bởi vì, without là không có. Bạn nên để cái gì thay vì là để vào cái gì, để vào cái gì thay vì là vào cái plastic bag. Hôm qua, last night, hôm qua bạn có nghe thấy cái tiếng pháo hoa không? Hôm qua mẹ tớ tặng cho tớ một con robot toys. Toy là đồ chơi robot vào ngày sinh nhật của tớ. Thôi chứ không phải là robot thật nhá. Câu 13, bố tớ luôn luôn coffee at home, ở nhà, instead of quanh tròn, thay vì going to the coffee shop. Coffee shop là cửa hàng cà phê. Do you think about the new kinds of robot? Cậu nghĩ thế nào về cái new kinds of robot? Câu 15, we waste a lot of money and time researching. Researching là từ mới, tức là nghiên cứu, and making robots, và nghiên cứu và chế tạo ra robot. Câu này dễ rồi.